Con kính lãnh lễ sư. Dạ, mô Phật, xin chào các vị. Lãnh lễ sư. Dạ, xin chào tất cả các vị. Con kính lãnh lễ sư. Dạ. Con kính lãnh lễ sư. Dạ. Con kính lễ quý sư. Con kính lễ quý cô tu nữ. Xin chào các anh chị trong đạo hữu, trong lớp học ạ. Vì hoan hỷ chào tôi chúc. Thưa quý vị. Con kính để lễ sư ạ. Dạ dạ mà Phật. Chúng ta bắt đầu lớp học. Và trước khi học bài mới thì xin cũng xin trả lời một câu hỏi của một vị học viên là cô Minh Lan. À, không biết cô Minh Lan có học lớp không ạ? Dạ thưa sư con có ạ. Dạ. Cô có hỏi rằng là ở trong cái sách Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp thì có đoạn nói rằng là bất kỳ cái đối tượng là đáng hài lòng hay không hài lòng, chúng ta đều có thể có động lực thiện hay là bất thiện. Điều này tùy thuộc vào thái độ của chúng ta về sự vật, mà trong Pali gọi là Yoniso Manasika đó, là theo tác ý. Và nếu chúng ta có sự chú ý đúng đắn, tức là có cái thái độ đúng đắn về cái sự vật, thì chúng ta sẽ có thiện mặc dù đối tượng. Mặc dù đối tượng có thể không được hài lòng, mặc dù ta thấy một cái gì đó xấu, điều mà ta không muốn thấy, nhưng những sát na động lực vẫn có thể là thiện nếu ta khéo tác ý. Với sự hiện diện của khéo tác ý hay là do sự vắng mặt của khéo tác ý mà động lực thiện hay là động lực bất thiện sẽ hiện hữu. Trước hết nó là do vì ở đây trong cái cách dùng từ gọi là cái cảnh không vừa lòng, nhưng mà chúng ta học thì chúng ta nên dùng cái từ gọi là cái cảnh do cái tâm do các cái tâm ngũ song thức quả bất thiện. Chúng ta nhớ rằng khi một người làm một cái thiện hay là một cái ác thì đồng thời họ có hai cái quả, đó là cái quả xấu ở cái điều kiện bên ngoài và một cái quả nữa đó là tạo ra những cái tâm quả thiện hay tâm quả bất thiện. Thì ngay cả đối với trường hợp của chư vị thánh nhân, kể cả là các vị A-la-hán, thì các ngài vẫn phải nhận chịu những cái ác nghiệp của mình đã làm ở trong quá khứ. Chẳng hạn giống như là vì ở trong quá khứ các ngài đã có những cái bất thiện nào đó, cho nên từ cái bất thiện đó cho ra rất là nhiều cái quả bất thiện, và trong đó đó thì có những cái tâm quả bất thiện. Các vị nên nhớ, mặc dù chúng ta nói đến cái chữ bất thiện chúng ta cứ liên tưởng rằng là đó là những cái gì là thuộc về ác pháp, nhưng ở đây là cái tâm quả bất thiện nó vẫn là vô ký, chứ là không thiện không ác, chỉ là cái quả thôi. Và do đó các vị thánh nhân các ngài khi mà các ngài nhận chịu một cái quả ác nghiệp nào ở trong đời quá khứ đó, thì khi đó đó cái tâm của các ngài nó vẫn phải dùng các cái tâm quả bất thiện mà để biết cái cảnh bất thiện đó. Ví dụ giống như là thấy một cái cảnh sắc xấu hay là một cái tiếng không vừa ý, thì khi đó nó sẽ là những cái tâm là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, vân vân, chứ không có thể nào là đối với một cái cảnh mà do cái nghiệp ở trong quá khứ một cái nghiệp ở trong quá khứ tác động
cái cảnh xấu mà chúng ta có thể chúng ta nhận thức bằng cái tâm nhãn thức hòa thiện được. Thì ở trong cái đoạn này nó muốn nói rằng là đối với những cái cảnh mà do cái quả của cái ác nghiệp, tức là cái tâm gọi là cái tâm nhãn thức quả bất thiện á, thì cái các vị nhớ rằng là ở trong cái lộ trình tâm được vẽ theo cái biểu đồ màu sắc của siêu giác nguyên á, thì có phân biệt hai màu, đó là màu xanh và màu đỏ. Màu xanh nó tức là cái tâm quả, và đã là cái tâm quả rồi thì chúng ta không có thay đổi, vì đó là cái kết quả từ cái nhân ở trong đời quá khứ. Thì ở trong cái lộ tâm á, ở trong cái lộ tâm á, thì cái giai đoạn mà từ khi mà chúng ta thấy cái cảnh sắc cho đến tiếp thu quan sát rồi đoán định, thì khi này đều là những cái chuỗi của những cái tâm quả hết. Và sau đoán định á, thì sẽ là cái giai đoạn gọi là động lực, hay là cái giai đoạn hưởng dụng cảnh, hay là cái giai đoạn xử lý cảnh. Thì cái giai đoạn động lực này đó mới là thiện hay là bất thiện tùy vào người. Thì ở đây giải thích rằng là nếu một người khéo tu tập, tức là họ có cái yoniso manasika đó, được gọi là cái theo tác ý và theo để ý, thì họ có thể là dù gặp những cái cảnh xấu nhưng họ không có để bất thiện tâm khởi lên, hay là gặp cái cảnh tốt họ cũng không có để tâm tham khởi lên. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng là cái cảnh mà không hài lòng ấy, thì nó dễ hiểu lầm cái thái độ của chúng ta đối với cái cảnh đó. Mà ở đây chúng ta nên gọi là cái cảnh do cái cảnh mà được nhận biết bằng cái tâm quả bất thiện. Bởi vì Đức Phật ngày cũng nhận bằng cái tâm, ngày cũng dùng những cái tâm nhãn thức quả bất thiện, nghĩ thức quả bất thiện. Nếu một số cái quả bất thiện trong đời quá khứ còn lại, nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái cảnh mà không có vừa lòng hay không vừa lòng ấy, thì khi đó dễ hiểu lầm là cái thái độ của chúng ta tiếp nhận cái cảnh đó. Cho nên để khỏi có hiểu lầm ấy, thì chúng ta nên dùng cái từ được dùng ở trong quy diệu pháp, đó là cái cảnh mà được nhận được biết bằng các cái tâm ngũ song thức, các cái tâm song thức quả bất thiện. Thì cái câu hỏi của cô thì tôi xin trả lời như vậy. Và chúng ta bắt đầu cái bài học ngày hôm nay, đó là cái phần lộ tâm. Chúng ta học về cái lộ ngũ môn. Dạ, cái bài học chúng ta là vẫn là tiếp tục là cái phần lộ trình tâm này. Đây, chúng ta hôm nay học về lộ ngũ môn. Thì nhắc lại là do vì cũng có vài học viên chưa có rõ cho nên tôi lặp lại. Đó là cái dòng tâm thức được diễn đạt ở trong vi diệu pháp á, thì gồm có hai, đó là cái tâm chủ quan và cái tâm khách quan. Khi chúng ta học lộ trình tâm á, thì luôn luôn á, là các vị phải phân biệt được hai cái loại tâm, đó là cái tâm khách quan và cái tâm chủ quan. Tạm hiểu rằng là từ khi mà cái tâm đầu tiên khởi đầu kiếp sống gọi là cái tâm tục sinh, cho đến cái tâm cuối cùng của kiếp sống gọi là cái tâm tử, thì trong suốt cái khoảng thời gian một đời sống của chúng sinh đó, thì cái dòng tâm thức đó, nó sanh diệt liên tục nối tiếp nhau không gián đoạn, chỉ trừ một trường hợp đối với một vị thánh tam quả tứ quả các ngày nhập
thiền diệt thì cái đó phần đó là chúng ta học sau. Còn tất cả các cái trường hợp khác á, thì tâm không bao giờ bị gián đoạn, kể cả những khi mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là mình không có cái tri giác, như là khi mà chúng ta ngủ hay là khi hôn mê vân vân, thì khi đó đó mình không còn nhớ lại gì hết. Ví dụ giống như là một người sau một giấc ngủ rồi đó, thì trong suốt cái khoảng thời gian vài giờ đồng hồ họ ngủ đó, thì gần như họ thức dậy họ không biết, từ trường hợp là họ chiêm bao, còn nếu họ không có chiêm bao thì họ không biết. Hay là một người hôn mê thì khi đó họ không có biết gì hết. Tuy vậy đó thì những trong cái thời gian mà hôn mê và cái thời gian ngủ đó đó, thì dòng tâm thức đó, nó vẫn tiếp nối chứ nó không có gián đoạn. Và tôi muốn dùng một cái ví dụ mà ở trong kinh điển ngày xưa tất nhiên là không có dùng, bởi vì không có. Đó là một cái sản phẩm của thời đại chúng ta bây giờ, đó là cái chiếc phone. Tôi muốn nói muốn dùng cái chiếc phone bởi vì nó có những cái hình ảnh nó gần gũi. Thứ nhất đó là hầu hết ai cũng ngày hôm nay đều có một cái phone để dùng. Cái thứ hai đó là trong khi mà chúng ta dùng phone đó là có những khi là mình để cái phone đó mình không có dùng đến. Thì tuy vậy đó thì những cái linh kiện điện tử ở bên trong như là cái bộ vi xử lý, cái processor hay là cái điện năng ở trong pin đó, thì nó vẫn còn đó, nó vẫn có đó. Và khi mà chúng ta dùng đến nó thì nó lập tức là nó xử lý những cái tác vụ mà chúng ta dùng. Thì tôi muốn ví dụ giống như là cái tâm gọi là cái tâm chủ quan á, tức là giống như là cái phone khi mà chúng ta không có dùng đến. Và cái tâm khách quan á, tức là khi mà cái phone được dùng cho một việc nào đó, như chúng ta dùng để gọi phone hay là chúng ta xem hình ảnh vân vân, thì cái dòng tâm thức á, khi mà một chúng sinh vừa tục sinh lên đó, thì các vị nhớ rằng là cái tâm tục sinh á, là đều là cái tâm quả. Và cái tâm tục sinh là cái tâm nào thì cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm giữ gìn cái sự liên tục của tâm thức trong đời sống đó, thì cái tâm đó nó cùng loại tâm với cái tâm tục sinh, tức là tâm khởi đầu kiếp sống. Và cái tâm cuối cùng của kiếp sống đó, nó cũng cùng loại tâm với cái tâm tục sinh. Hay nói cách khác là tục sinh bằng cái loại tâm nào thì hộ kiếp và tử cũng cùng với cái loại tâm đó. Và những cái tâm này là cái tâm quả, tức là cái kết quả của cái thiện và cái ác ở trong đời quá khứ. Và cho nên là khi mà chúng ta những lúc mà không có những cái cảnh ở bên ngoài, giống như là chúng ta không có thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, rồi ý không có suy nghĩ một cái việc nào đó đó, thì khi này là những cái tâm gọi là cái tâm hộ kiếp đó, nó làm việc. Vậy thì từ khi một cái tâm tục sinh lên trong suốt một cái chuỗi dài kiếp sống này nè, là các cái dòng tâm thức á, nó sanh diệt liên tục cho đến khi mà chúng sinh nó mệnh chung. Và trong khi mà cái dòng tâm thức nó sanh như vậy đó, thì thỉnh thoảng chúng ta có bắt một cái cảnh ở bên ngoài, thì khi này á, là cái tâm hữu phần nó dừng lại, nó nhường chỗ cho các cái tâm khác, đây gọi là cái tâm khách quan. Và khi mà tâm khách quan đã nhận biết cảnh, đã xử lý cảnh rồi, thì cái tâm nó trở lại là cái tâm hữu phần. Tôi muốn dùng cái chấm đỏ chấm đen ở đây á, là chỉ cho cái chấm đen á, là chỉ cho cái tâm gọi là cái tâm chủ quan, và cái chấm đỏ là cái tâm khách quan. Thì cái tâm chủ quan và cái tâm khách quan á, nó cứ liên tục với, nó xen kẽ với nhau như vậy. Để mà cái tâm khách quan là nó sanh lên một đoạn á, nó sanh lên khi mà nó làm việc xong á, thì cái tâm khách quan không còn nữa, nó thì cái tâm hữu phần nó tiếp tục nó tiếp
tiếp tục sanh lên sanh kẻ cho đến khi cái tâm cuối cùng là cái tâm tử, kết thúc đời sống. Vậy thì cái tâm khách quan á, tức là cái tâm mà chúng ta tạm hiểu rằng là những khi mà chúng ta có cái tri giác, có khi mà chúng ta có nhận thức, có khi mà chúng ta còn có thể biết được cái nhận biết được đây là cái cặp này, kia là cái tiếng kia, vân vân, thì khi đó gọi là cái tâm khách quan. Còn khi mà chúng ta không có một cái tri giác nào hết đó, chúng ta không có biết cảnh đó, thì khi đó, đó thì gọi là cái tâm chủ quan. Nhưng mà nói không biết cảnh ở đây đó thì thật ra không đúng. Bất luận cái tâm nào dù là khách quan hay là chủ quan đó, thì nó đều biết cảnh. Chẳng qua đó là cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm chủ quan đó, cái cảnh đó, đó là do cái kết quả của đời quá khứ, chứ chúng ta không có chủ động để mà chúng ta nhận thức cảnh. Ví dụ giống như là bình thường mình muốn, có thể là mình muốn nhìn cảnh đẹp, hay là mình muốn nghe một đoạn nhạc, hay là mình muốn ăn một cái món gì đó, thì cái tâm khi mà chúng ta hưởng lạm một cái cảnh đẹp, hay là cái tiếng hay, hay là cái vị ngon, thì tâm chúng mình tưởng rằng là mình thấy rằng là mình chủ động mình muốn chọn lựa cái cảnh nào cho tâm mình cũng được. Nhưng mà đối với cái tâm chủ quan, tức là cái tâm quả đó, thì chúng ta không có chủ động được. Tức là cái đó là cái quả ở trong đời quá khứ. Và nó như thế này, là ví dụ như là ở đây là cái kiếp quá khứ, và ở đây là cái kiếp hiện tại. Và cái trong cái kiếp quá khứ này thì nó có rất rất là nhiều cái kiếp quá khứ. Và cái mỗi cái kiếp quá khứ như vậy, những cái kiếp như vậy đó, thì chúng sinh nó có tạo thiện hay là tạo bất thiện. Và do cái nghiệp lực của cái thiện hay là bất thiện đó, thì ở trong cái đời sống kế kiếp hiện tại, thì trước khi mà một chúng sinh nó mệnh chung, thì do vì cái nghiệp lực, cho nên nó chúng sinh nó sẽ thấy những cái cảnh mà ví dụ pháp gọi là cảnh cận tử. Các vị có thấy rằng là chúng ta nói đến cái cảnh cận tử, chứ chúng ta không có nói đến cảnh tử, là bởi vì cái tâm tử và tâm tục sinh á, cùng biết một cảnh giống nhau, cùng một loại tâm giống nhau. Cho nên là hôm trước có một vị học viên hỏi rằng là nếu mà một người chết bằng cái tâm sân á, thì, hay là cái tâm thiện á, thì nó có cái, trong kinh nói rằng là có cái, nó có tác động đến cái sanh thú trong đời sau. Thì ở đây chúng ta học ví dụ pháp và đọc tặng kinh á, thì nên lưu ý về cái cách diễn đạt. Ở trong tặng kinh á, thì Đức Phật ngày diễn đạt bằng rất là nhiều cái phương tiện, bằng nhiều cái tình huống khác nhau, ngày có cách diễn đạt khác nhau. Có khi á, thì ngày dùng cái phương tiện bằng một cái sự kiện nào đó mà mình ngày diễn đạt. Có khi đó thì ngày diễn đạt bằng cái thực tại. Còn riêng ví dụ pháp á, thì chỉ nói đến cái thực tại thôi, chứ không có dùng cái phương tiện khác. Do vậy đó là trong kinh có khi nói đó là một chúng sinh nó chết bằng cái tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì điều này chúng ta có thể chúng ta tạm hiểu rằng là ví dụ như là một người từ ở ngoài, từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, thì khi mà đến nhà bạn bè chơi đó, thì người ta vẫn có thể hỏi rằng là anh vào Nam này bằng phương tiện gì, thì anh ta có thể trả lời rằng là tôi đi bằng máy bay hay là đi bằng xe hơi. Thì do vì anh nghĩ rằng đó là những cái phương tiện chính để anh vào Sài Gòn này. Nhưng mà ở trong cái diệu pháp á, thì anh ta có đi bằng xe hơi hay là bằng máy bay chăng nữa, thì khi anh vào nhà đó thì anh cũng bước chân bộ, bởi vì xe không có thể vào tận trong phòng khách của nhà, máy bay càng không thể vào trong phòng khách của nhà. Mà dù bằng đi bằng cái phương tiện nào thì đến cái cửa rào rồi đó, đến cái cửa cổng rồi đó, thì chúng ta cũng phải đi bộ vào nhà. Thì cách diễn đạt ví dụ pháp là dù cho chúng sinh đó
chết bằng cái tâm nào, thì trước cái giờ cái tâm tử khởi lên đó, thì bao giờ cũng là cái tâm quả, chứ không có bao giờ là thiện hay là bất thiện. Còn ở trong tạng kinh đó, thì cách diễn đạt đó, là diễn đạt một cái nói theo một cái sự kiện, hay là nói theo một cái vấn đề một cái khía cạnh nào đó, chẳng hạn giống như là tại sao người ta nói rằng là tôi không có nói không từ đi Đà Nẵng vào Sài Gòn bằng nói tôi đến đây bằng tôi đi bộ đến đây, thì nó nghe nó lạ, là bởi vì từ Đà Nẵng làm sao mà vào Sài Gòn chúng ta có thể đi bộ được, thì chúng ta sẽ nói rằng là tôi vào bằng đi bằng xe hơi hay bằng máy bay. Thì còn cái chuyện mà từ cái cổng rào vào trong cái phòng khách thì tất nhiên ai đến thì cũng phải đi bộ thôi, thì không cần phải nói. Và do vậy thì nó có nhiều cái cách diễn đạt, cho nên là khi mà chúng ta đọc tạng kinh hay mà học quy diệu pháp đó, thì chúng ta cần phải rất rất là chú ý cái điều đó. Thì trở lại đó là do vì quy diệu pháp nó diễn đạt cái thực tại, cho nên là chỉ nói đến cái cảnh thận tử, bởi vì tâm tử không có thể nào là thiện hay là bất thiện. Thì khi trước khi mà một chúng sinh mà mệnh chung, dù đó là một cái chết đột ngột, chẳng hạn giống như là chúng ta đang ngủ rồi có một cái tai nạn nào xảy đến là chúng ta chết luôn, nhưng mà kỳ thực đó là trước khi chết đó là không phải là chỉ có cái tâm hữu phần rồi chúng ta chết luôn, mà trước cái giờ lâm chung thì nó sẽ diễn ra một cái lộ tâm gọi là cái lộ cận tử. Và cái lộ này đó chính là cái lộ tâm quyết định cái có tác động lớn đến cái việc chúng ta tái sanh ở trong đời sau. Và cái giai đoạn này nó cũng chính là cái giai đoạn mà trong tạng kinh diễn đạt rằng là người chết bằng cái tâm nào, tâm thiện hay là bất thiện, chính là nói đến cái giai đoạn cận tử này, chứ hoàn toàn không có nói đến cái tâm tử. Thì do vì cái thiện hay là cái ác mà một chúng sinh làm đó, thì một người mà sắp mệnh chung thì người đó có thể thấy một trong ba cái trường hợp, đó là cái aramanakam á, dạ, gọi là cái nghiệp cảnh, dạ, nó cũng là tùy vị dịch, dạ. Nghiệp cảnh tức là nếu mà một người nào đó mà họ làm những cái công việc hàng ngày thường xuyên và việc đó nó đã in sâu vào cái tâm trí của họ, chẳng hạn giống như là một người hay làm việc sát sanh, chẳng hạn giống như là nghề câu cá vân vân, thì trong cái giờ phút lâm chung họ cái hình ảnh mà họ sát sanh, hình ảnh câu cá nó tràn lại cho họ. Và do vì cái hình ảnh bất thiện đó mà nó tràn lại cho họ đó, một cái cảnh bất thiện thì luôn luôn nó dễ dàng nó cởi cho cái tâm động lực đó, tức là cái tâm mà xử lý cái cảnh đó là cái tâm bất thiện. Rồi nếu mà một cái cảnh tượng giống như là một vị Phật tử thường xuyên đến chùa nghe pháp trì giới vân vân, thì nếu những cái việc thiện đó mà nó in sâu vào cái tâm trí của một người nào đó, thì rất có thể trong cái giờ phút lâm chung vì đó thấy lại những cái việc hàng ngày mình đến chùa hay hàng ngày mình tu thiền hay hàng ngày mình học Phật pháp, đó là cái gọi là cái nghiệp cảnh. Cái trường hợp thứ hai đó là đôi khi là chúng ta không có thấy hết cái công việc làm của mình, mà nó chỉ gọi là cái một phần thôi. Thí dụ giống như là người hay dạy học á, bị làm cái nghề giáo á, thì thường có khi chỉ thấy cái tấm bảng hay là biên phấn, hay là một người sinh viên á, thì thấy quyển vở vân vân, thì nó không phải là cả một việc làm, nhưng mà nó chỉ là một cái hình ảnh đó. Và cái hình ảnh đó đó, nếu mà nó gắn liền với một cái việc nào in sâu vào cái tâm trí của mình, ví dụ giống như là người giáo viên thì chỉ thấy cái biên phấn thôi, thì lập tức là người đã nghĩ đến cái công việc dạy học của mình. Tuy vậy vẫn có trường hợp có khi là thấy cái biên phấn nó lại liên tưởng đến trường hợp khác, nhưng mà cái nghiệp tướng ở đây đó là cái nghiệp tướng ở đây là
cái nó cũng là cái nghiệp cảnh, nhưng mà nó là nó không có chi tiết đầy đủ rõ ràng, nó chỉ là một phần. Và khi một phần như vậy đó thì nó còn tùy theo cái thói quen, hay là sau này chúng ta học trong duyên hệ gọi là cái thường cận y đó, thì nó sẽ cho chúng sinh đó có liên tưởng đến một việc thiện hay là một việc ác. Cái trường hợp thứ ba gọi là cái thú tướng. Cái thú tướng, cái này đây việc nghiệp tướng này, thú tướng nghiệp tướng. Nghiệp tướng. Thứ ba là thú tướng. Thú tướng tức là cái cảnh tượng, một cái cảnh giới nào đó, giống như là một người mà sẽ sanh vào địa ngục đó, thì trong cái giờ phút lâm chung đó, họ sẽ thấy cái cảnh tượng hãi hùng ở trong địa ngục, giống như là những cái hình phạt hay là lửa vân vân. Hay là một chúng sinh mà sanh về cõi trời đó, thì do vì cái thiện, cái nghiệp thiện tác động, cho nên tạo ra một cái hình ảnh mà người sắp chết họ thấy cái cảnh giống như là họ thấy đền đại cung điện hoa viên ở trên cõi trời, thì đó gọi là cái thú tướng. Thì cái cảnh này, ba cái cảnh cận tử này, nó sẽ tác động cái tâm tục sinh của cái, đây là cái cảnh cận tử nha. Chúng ta chỉ ví dụ trên, tại vì trong cái bản này tôi ví dụ một cái kiếp trước và một cái kiếp quá khứ nha. Đây là quá khứ, đây là hiện tại. Thì cái giai đoạn mà cận tử này nè, cái giai đoạn từng cận tử này nè, nó có cái gọi là cái cảnh cận tử. Thì cái cảnh cận tử này nó tác động cho cái tâm, cho cái tâm này gọi là tâm tục sinh. Tâm tục sinh. Ví dụ một người mà cái cảnh cận tử của họ ở trong đời quá khứ á, là chẳng hạn giống như họ thấy cái cảnh cõi trời, giống như họ thấy hoa viên ở trên cái cõi trời, thì cái cảnh hoa viên đó nó sẽ chìm vào cái tâm thức của cái tâm tục sinh, cũng như là cái tâm hữu phần suốt cái đời sống của chúng sinh đó. Và cái cảnh này chúng ta không có thể thay đổi, không có thể tu tập được, bởi vì đây là cái quả, đây là cái tâm quả của cái nhân ở trong đời quá khứ. Do vậy đó, cả hai người đều ngủ giống nhau, tức là đều rơi vào cái tâm hữu phần. Và giả sử như là hai người đó cùng đều tục sinh bằng cái tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí, nhưng mà ở trong cái cảnh của cái tâm hữu phần đó thì cái cảnh nó khác nhau. Có người đó thì biết cảnh này, có người biết cảnh kia, do vì cái cảnh cận tử ở trong cái đời sống quá khứ của họ khác nhau. Chúng ta hãy thấy cái việc thiện là ví dụ như là một người đó thì cái trong cái tâm, trong cái cảnh của cái tâm hộ kiếp á, thì họ thấy cái chiếc y, người khác thì thấy cái hoa sen, người khác nữa đó thì thấy cái bình bát của chư tăng, hay người khác nữa thì thấy cái liêu cốc nơi mà mình tu thiền. Do vì cái cảnh, cái nghiệp, cái cảnh cận tử ở trong cái đời sống quá khứ như vậy đó, thì đều là cái tạng cùng loại, cái tâm quả giống nhau, nhưng mà cái cảnh là khác nhau. Rồi chúng ta còn nhớ rằng là trong 12 hạng người, tất cả bây giờ chúng ta ôn bài lên học học phần lộ trình tâm này đó, thì thật ra thì nó chỉ là hệ thống, chỉ là phân lại hệ thống những điều mà chúng ta đã học, giống như chúng ta học từng cái loại tâm sở hữu, bây giờ chúng ta học trong một cái chuỗi tâm thức được sanh theo một cái trình tự, cho nên gọi là lộ trình tâm. Lộ trình tâm tức là một cái chuỗi tâm thức và được sanh theo một cái trình tự, một chuỗi tâm chứ không phải là một tâm. Thì chúng ta có tất cả là 19 tâm tái tục,
19 tâm tái tục, làm việc tục sinh á, 19 tâm tái tục cho 12 hạng người. Ừ, 19 tâm tái tục cho 12 hạng người. Đôi khi các vị thấy tôi dài dòng, tôi cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà các vị cứ cho rằng đây là cái việc mà nhiều khi chúng ta ôn bài cho dễ nhớ. Thì 19 tâm tái tục này gồm có 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả. Đây, tại vì tôi gạch ngang chứ không phải bỏ nha các vị, gạch ngang vậy. 8 tâm đại quả, dục giới tình hảo, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, tất cả bằng 19 tâm làm việc tục sinh. Thì trong 12 hạng người thì gồm có người khổ tức là tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Hạng người thứ hai, người lạc, tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện, người lạc. Người nhị nhân là tục sinh bằng 4 cái tâm đại quả ly trí. 4 đại quả ly trí. 4 đại quả ly trí. Bằng là nhị nhân. Thì gọi là nhị nhân là do bị 4 tâm đại quả ly trí. 4 tâm này chỉ có 2 nhân thôi, tức là nhân vô tham vô sân, thiếu cái nhân vô si, tức là thiếu cái trí tuệ. Còn các cái tâm còn lại gồm có 4 đại quả, 4 đại quả hợp trí, 4 đại quả hợp trí. Hợp trí cộng với chính đấu đại, chính quả đấu đại. Thì tôi cũng đọc lại là cái tâm quả, cái tâm sắc giới và cái tâm vô sắc giới, nó gọi là lại gọi chung gọi là đấu đại. Thì bốn cái tâm quả vô sắc và 5 tâm quả sắc giới, nó gọi là chính quả đấu đại. Thì chính quả đấu đại cộng với 4 tâm quả, 4 tâm đại quả hợp trí dục giới nữa, thì chúng sinh mà tục sinh bằng 1 trong 13 tâm này gọi là người tam nhân. Và người tam nhân á, nếu mà chứng được sơ đạo á, thì trở thành người sơ đạo. Và ngay sau khi mà tâm sơ đạo sanh lên á, thì ngay sau sát na đó, nó trở thành người sơ quả. Như vậy từ một chúng sinh, từ tam nhân mà nếu mà chúng sinh nó đắc được sơ quả thì trải qua 3 hạng người: người tam nhân, người sơ đạo, người sơ quả. Tương tự như vậy, nếu mà một chúng sinh tam nhân mà chứng được tứ quả thì người đó trải qua tất cả là 9 hạng người: người tam nhân, là người sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo và tứ quả. Thì ở đây các vị thấy rằng là trong 12 hạng người này đó, thì người khổ, người lạc và người nhị nhân, tức là những người tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện và bất thiện, và 4 tâm quả, 4 cái tâm đại quả ly trí, thì những người này là không có trí. Trong các cái tâm tục sinh này không có hợp trí. Và trở lại, chúng ta nhớ rằng là tục sinh bằng cái tâm nào á, thì hộ kiếp á, cũng chính bằng cái loại tâm đó. Do vậy nếu tục sinh bằng cái tâm ly trí, tức là chúng sinh khổ, người khổ, người lạc và người nhị nhân, là những người tục sinh bằng cái tâm ly trí, bằng cái tâm không có nhân trí tuệ, thì hộ kiếp cũng là cái tâm đó, và tâm tử cũng là tâm đó. Vậy thì người nhị nhân trong suốt cái khoảng thời gian, ở trong ví dụ pháp có phân ra ba loại thời, trong lộ trình tâm phân ra ba loại thời gian. Cái tâm đầu tiên gọi là cái tâm tục sinh, và cái khoảng giữa của các cái tâm này gọi là thời kỳ bình nhật. Bình nhật và tử.
ba thời điểm tục sinh bình nhật và tử á, thì nếu là một người mà tục sinh bằng một cái tâm ly trí đó, thì ba cái thời điểm này nó đều không có trí tuệ. Chỉ những cái khoảng thời gian mà cái tâm khách quan sanh vào đó thì mới có thể có trí. Còn cái tâm mà cái tâm chủ quan, tức là như là đang khi hôn mê hay đang khi ngủ vân vân thì hoàn toàn không có trí. Chỉ có người tam nhân á, thì dù cho trong cái lúc mà hôn mê hay là cái lúc ngủ á, là vẫn có trí. Trí tuệ ở đây chúng ta được hiểu như thế nào? Trí tuệ ở đây là ở trong một cái tâm đó tuy rằng là muội lược, nhưng mà cái nền tảng đó nó dễ dàng tạo cái điều kiện cho các cái tâm thiện hợp trí sanh khởi. Chính vì điều này mà chỉ có người tam nhân mới có thể tu thiền, hay là tu thiền có thể chứng thiền và đạo quả thôi, còn người nhị nhân thì không thể. Thì về cái phương diện tâm lý đó thì chúng ta thấy rằng là do vì người tam nhân á, họ có được một cái nền tảng tốt, đó là cái dòng tâm thức của họ, ngay cả những khi mà họ dùng họ không có dùng đến cái tâm khách quan, tức là những cái tâm chủ quan thôi, thì cái dòng tâm thức đó nó vẫn là cái dòng tâm thức hợp trí. Và chính điều này nó làm cái nền tảng rất là tốt cho các cái tâm thiện hợp trí sanh. Tuy rằng đối với người nhị nhân hay là thậm chí là người lạc, người khổ thì cái tâm khách quan vẫn có thể là có hợp trí, nhưng mà nó có một cách khó khăn hơn là đối với một người mà cái tâm chủ quan vốn đã hợp trí. Và nếu mà một chúng sinh mà cái tâm chủ quan là cái tâm ly trí thì khi mà cái tâm khách quan thì nếu mà có hợp trí thì cái khả năng trí tuệ đó thì nó cũng không có bao nhiêu. Ví dụ giống như là một người mà có một cái thân sinh lý, một cái thể trạng yếu kém á, thì người đó nếu mà họ có tập dưỡng sinh, tập thể thao vân vân á, thì nó chỉ được khá hơn một chút thôi, chứ nó không có thể nào mà họ có một cái sức mạnh đặc biệt giống như là các vận động viên. Họ phải dùng sức mạnh như là những vận động viên thử tạ vân vân. Thì chỉ có những người mà họ có một cái thể trạng tương đối là tốt thì họ mới có thể tập những cái phương pháp nào đó rèn luyện cơ thể, thì họ mới có thể đạt được một cái mức độ cao hơn so với các người khác. Còn với một người mà cái thể trạng mà quá yếu kém rồi đó, thì nếu có dùng các cái phương pháp thể dục dưỡng sinh vân vân thì nó chỉ khá hơn với so với mình thôi, chứ nó không có thể hơn không có thể mà ở một cái sức mạnh đặc biệt được. Thì cũng vậy, với một chúng sinh mà cái nền tảng là cái tâm chủ quan mà đi trí đó, thì chúng sinh này đó, là cái nền tảng đó nó không có thể nào mà có được những sanh được khởi được những cái tâm hợp trí mà được xem gọi là những cái tâm hợp trí đáo đại hay là những cái tâm hợp trí siêu thế được. Họ chỉ có thể là có những cái tâm hợp trí là cái tâm đại thiện hợp trí thôi. Tức là cái chúng sinh đó thì nếu mà hợp trí đó, thì chỉ có thể là được những cái tâm hợp trí này thôi. Dạ. Còn mà những cái loại mà trí mà ở của các cái bậc mà có một cái trình độ nhận thức cao như là những người chứng thiền, là những người chứng quả thì hoàn toàn thì không. Vậy thì ở trong ví dụ trong cái lộ tâm này đó, thì chúng ta biết rằng là tại sao mà chỉ có những người tam nhân thì mới có thể chứng thiền được. Để hôm trước cũng có một vài Phật tử học viên hỏi, nhưng mà cái khi đó thì tôi chưa có trả lời, tại vì cái câu hỏi này đó thì ngày hôm nay đó thì chúng ta mới có thể học rõ hơn. Mặc dù dài dòng nhưng mà tại do vì ở trong lớp học có những vị học viên lần đầu học với Diệu Pháp đó, cho nên tôi cũng muốn rằng là các vị làm sao có thể
có thể theo dõi kịp. Còn những vị nào mà đã học rồi đó, thì nếu các vị thấy cái gì mà nó mới mẻ thì các vị coi như giống như là ôn bài. Rồi trở lại là chúng ta tiếp tục là chúng ta ôn về môn. Ôn về môn đó là chúng ta nhớ là cái tâm mà để nhận biết cảnh. Ở đây chúng ta nói về các cái tâm khách quan, tức là có thể nhận biết được các cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp. Thì để có thể nhận biết được những cái cảnh đó chỉ thông qua các cái thông qua sáu cái giác quan hay là sáu môn, tức là thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và trong sáu môn đó đó thì năm môn đầu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sắc pháp, còn ý môn đó, thuộc về danh pháp. Do vậy ở trong lộ trình tâm này đó thì chúng ta học được phân, nếu mà phân rộng đó, thì chúng ta có cái sáu môn là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Nếu mà khái quát hơn á, thì chúng ta có hai, đó là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta học về cái lộ ngũ môn, tức là cái dòng tâm thức, mà cái dòng tâm khách quan khi sanh lên thông qua năm cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, gọi là lộ ý môn. Còn nếu mà những cái tâm khách quan nào mà sanh lên không thông qua năm giác quan này đó thì thuộc về lộ ý môn. Thì ở trong cái lộ ý môn á, ngày hôm qua tôi có nói đến là ngoài cái việc mà chúng ta nói đến cái cảnh, tức là đối tượng để cái tâm nhận thức á, như là cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì trong lộ trình tâm á, còn phân theo cái cường độ mạnh yếu, tức là cũng đồng thời là cái cảnh sắc, như có những cái cảnh nó rõ, có cảnh nó là những cái, có những cái cảnh nó là nó không có rõ ràng. Thì về cái cảnh của cái tâm của cái lộ ngũ môn á, thì được về cường độ đó thì chia ra có bốn. Ngày hôm qua chúng ta có học rồi, đó là cái cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì cảnh rất là lớn đó, tức là cái cảnh mà nó rõ ràng. Ví dụ như là chúng ta nhìn một cái cảnh, một cái gì đó mà ở trong cái điều kiện ánh sáng đầy đủ thì chúng ta vừa nhìn là biết. Còn mà những cái nơi nào mà cái ánh sáng hơi thiếu, hay là cái vật đó ở xa vân vân, hay là vật đó nó hơi nhỏ, thì chúng ta nhìn nó cần phải tập trung nhiều, lâu hơn một chút thì mới rõ ràng. Giống như khi mình đang ngồi trên xe, mình đọc sách, nó nhầm những cái chỗ, những cái đoạn đường dằn sóc đó, thì khi đó nó mình không có đọc được chữ, là bởi vì khi đó là cái cảnh nó không có được tốt, cho nên mắt chúng ta không nhìn thấy rõ. Còn những trường hợp đó gọi là nếu mà vẫn nó không có thật sự là nó không có quá rõ, không có quá rõ nhưng mà vẫn còn có thể thấy được đó, thì đó là trường hợp gọi là cái cảnh lớn. Còn hai cái cảnh còn lại đó là cái cảnh nhỏ và cái cảnh rất là nhỏ, và cái cảnh nó gần như là trường hợp như là chúng ta nhìn nhưng mà chúng ta không nhận diện được cái gì, thậm chí là chúng ta chỉ là thấy rất là mờ nhạt, hoàn toàn không có nhận thức ra được cái gì đó, thì gọi là cái cảnh rất là nhỏ. Như vậy thì cái cảnh ở đây đó thì chỉ có phân biệt cái cường độ mạnh yếu thôi, chứ còn về cái cảnh đó thì cũng là một trong 21 cảnh mà chúng ta đã học. Thì đầu tiên chúng ta lấy cái trường hợp của một cái cảnh đầu tiên, đó là cái cảnh gọi là cái cảnh tốt nhất, cách diễn đạt ở trong lộ trình tâm gọi là cái cảnh rất lớn. Thì lộ ngũ môn á, tức là năm loại lộ tâm thông qua năm cái giác quan: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Và do vì năm môn này đều là sắc pháp, cho nên cái trình tự diễn tiến nó giống nhau, chỉ có những cái thay đổi cần thiết như là cảnh sắc đó thì là nhãn thức, cảnh thinh là nhĩ thức, cảnh khí là tỷ thức, vân vân. Còn lại đó thì cái tiến trình sinh diễn của cái dòng tâm thức thông qua các cái giác quan này đều giống nhau,
cho nên chúng ta học cái loại ngũ môn học là học chung. Thì ở đây chúng ta đơn cử một cái trong năm môn này, chúng ta đơn cử là cái loại nhãn môn. Và tôi cũng viết lại cho rõ ràng, một là nhãn môn, hai là nhĩ môn, ba là tỷ môn, bốn là thiệt môn, thứ năm là thân môn. Rồi bây giờ chúng ta đơn cử là cái, tại vì năm cái môn này á, cái tiến trình sinh diễn nó giống nhau, cho nên chúng ta học đầu tiên chỉ là cái nhãn môn thôi, còn nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á, thì nó cũng giống như là nhãn môn. Và ở trong cái nhãn môn này đó thì nó có bốn cái cảnh được phân theo cái cường độ mạnh yếu, tức là rất là cái cảnh rất là lớn, rồi lớn, nhỏ và rất nhỏ. Thì ngày hôm qua tôi có giới thiệu là cái trường hợp của cái cảnh nhãn môn rất là lớn. Bữa nay chúng ta học rõ hơn. Đây là cái biểu đồ lộ tâm, lộ nhãn môn cảnh rất là lớn. Thì nhắc lại đó là tâm và sắc pháp luôn luôn sanh diệt, và tâm thì sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Như vậy đó thì cái thời gian tồn tại của một sắc pháp bằng tâm pháp là 17 sắc na. Do đó khi mà một cái cảnh sắc hiện khởi thì khi đó cái tâm nó bị tác động, và cái tâm đó nó bị tác động đó với cái cảnh mà căn tiếp xúc. Ví dụ như là cái cảnh sắc đẹp tác động vào nhãn căn, tức là mắt, thì khi đó cái dòng tâm thức á, hữu phần nó dao động. Và bắt đầu từ khi mà cái dòng tâm thức hữu phần nó dao động cho đến khi mà cái tâm hữu phần nhường lại cho các cái tâm khách quen, thì với một cái cảnh mà cái cường độ mạnh mẽ, được gọi là cái cảnh rất lớn, tức là cái cảnh cường độ cao nhất, hay nói cách khác đó, tức là một, ở đây chúng ta đang học về cái lộ nhãn môn, thì chúng ta lấy ví dụ là cái cảnh sắc, tức là một cái cảnh sắc rất là rõ ràng. Thì khi đó đó, cái cảnh sắc đó tác động vào nhãn căn, tức là cái thần kinh nhãn. Thì khi tác động vào cái nhãn căn, giữa căn và cảnh gặp nhau đó, thì khi đó đó là thức bị dao động. Và thức bị dao động do vì đây là cái cảnh rất là lớn, cho nên cái thức này nó chỉ có dao động ba sắc na thôi, ba cái hữu, ba cái sắc na, ba cái sắc na hữu phần. Và ba cái sắc na hữu phần này do vì cái trình tự trước sau mà có ba cái tên gọi, như ngày hôm qua chúng ta đã được giới thiệu sơ lược, đó là cái hữu phần vừa qua, rung động và dứt dòng. Thì tuy rằng có ba cái tên như vậy, chẳng qua là ba tên này, ba cái tên gọi này chỉ cho ba cái giai đoạn mà cái tâm hữu phần bị tác động bởi cái cảnh bên ngoài vào. Thì cái tâm đầu tiên á, là nó trôi qua, nó bị tác động rồi nó trôi qua đến cái tâm thứ hai, cái sắc na tâm thứ hai, thì khi đó là cái cảnh này, cái cảnh nó càng tác động mạnh hơn. Rồi đến cái tâm thứ ba, cái tâm hữu phần thứ ba, cái cảnh nó tác động đến mức độ mà nó cắt đứt cái dòng
cái dòng tâm chủ quan hay là cái tâm hữu phần, nó nhường lại cho các cái tâm khác không phải là tâm chủ quan. Thì ở đây tôi cũng biết lại cho các vị nào, các vị dễ theo dõi. Chữ V, V đó thì bằng vừa qua. Chữ R thì rúng động. Chữ V đây là nhức dòng. Các vị hoan hỷ tại trời khi viết nó không ăn. Tôi viết lại bên đây để bằng chức dòng. Và tuy rằng là cái tên gọi khác nhau, nhưng mà ba tâm này cũng giống như là các cái tâm hữu phần khác, cũng chỉ là cái tâm quả tục, giống như là cái tâm quả tục sinh. Tức là ví dụ ở đây chúng ta nói đến cái trường, cái lộ tâm nhãn môn cảnh rất lớn của người tục sinh, chúng ta minh họa luôn, người tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì người tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, thì những cái tâm hữu phần này á, đều là cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Còn nếu mà tục sinh bằng cái tâm nào thì chúng ta thế cái tâm đó vào. Người nhị nhân tục sinh, người khổ thì thế bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Người lạc thì chúng ta thế vào cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tương tự đối với các cái tâm còn lại, tục sinh bằng tâm nào thì suốt cái thời gian bình nhật của chúng sinh đó, nó thì sẽ bằng tâm đó. Ở đây chúng ta đơn cử là người tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Rồi khi một cái cảnh sắc rõ ràng mạnh mẽ tác động vào cái dòng tâm thức, thì cái dòng tâm thức này nó sẽ bị sao động ba sắc na tâm, là vừa qua, rung động và dứt dòng. Vừa qua nó là cái tâm đầu tiên, nó trôi qua đến thứ hai, cái tâm thứ hai thì nó bị dao động, và cái tâm thứ ba là nó cắt đứt cái dòng hộ kiếp hay là cái dòng hữu phần. Rồi khi đó đó, cái tâm khai ngũ môn á sanh lên. Cái tâm khai ngũ môn sanh lên á, mở ra cho cái tâm nhãn thức sanh lên nhận biết cảnh sắc. Rồi sau cái tâm nhãn thức sanh lên nhận biết cảnh sắc đó, kế đến là cái tâm tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đoán định. Thì cái tên của các cái việc làm của các cái tâm này đó, thì chúng ta dễ nhớ là bởi vì cái tâm khai ý môn á, xin lỗi, cái khai ngũ môn á, là cũng chính là cái tâm khai ngũ môn. Cái tâm nhãn thức á cũng chính là cái tâm nhãn thức. Ở đây đó, nó có hai cái tâm nhãn thức, nhãn thức quả thiện và nhãn thức quả bất thiện. Vậy thì cái loại nhãn môn cảnh rất lớn này, nếu mà gặp cái cảnh mà do cái thiện nghiệp ở trong đời quá khứ mà người này nó gặp cái cảnh này, thì khi đó là nhãn thức quả thiện. Nếu đó là cái cảnh mà do cái quả của cái bất thiện á, thì khi đó là sẽ nhãn thức quả bất thiện. Và nếu mà nhãn thức thiện hay là quả bất thiện thì tùy theo đó mà tiếp thâu quan sát cũng sẽ là thiện hay là bất thiện. Rồi đến cái tâm thứ năm là cái tâm đoán định. Thì cái tâm nào làm việc đoán định đó chính là cái tâm khai ý môn. Vậy thì cái tâm khai ý môn á, có hai việc làm. Thứ nhất á, là mở cửa cho lộ ý, và thứ hai là làm việc đoán định. Thì khi mà chúng ta học về 14 sự á, thì chúng ta chỉ nói đến cái chức năng của mỗi việc làm thôi. Thì ở đây thì học lộ trình tâm á, thì chúng ta phải học rõ hơn là tâm nào làm việc nào. Thì tôi lặp lại,
cái khai ngũ môn là chính là cái tâm khai ngũ ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm làm việc nhận biết cảnh sắc chính là cái tâm nhãn thức, tâm làm việc tiếp thâu chính là hai tâm tiếp thâu, tâm làm việc quan sát chính là hai, chính là ba tâm quan sát, tâm làm việc đoán định là tâm khai ý môn. Như vậy ở đây chỉ có cái, từ cái khai ngũ môn cho đến cái quan sát á, thì đều dễ hết, nó tại vì việc làm á, thì nó cũng giống với cái tên của cái tâm, chỉ có cái đoán định thì các vị phải nhớ là cái đoán định là cái khai ý môn. Rồi cái động lực, động lực đây là cái dây, đây là cái tâm quan trọng nhất trong cái lộ tâm. Thì nhắc lại là ở trong cái lộ tâm này, theo cái biểu đồ của sư Giác Nguyên, theo màu nào mà quyển sách sư Giác Nguyên chọn lựa đó, là màu xanh đó là cái tâm quả, màu đỏ đó là cái tâm mà có thể tạo ra cái quả, tức là cái tâm làm nhân. Và cái tâm quả này á, thì cái màu nhạt á, là cái tâm chủ quan, màu đậm á, là tâm khách quan. Thì các vị thấy các cái tâm màu xanh từ cái hữu phần vừa qua, đúng động dứt dòng khai ngũ môn nhãn thức tiếp thâu quan sát đoán định, tất cả các cái tâm này đều là tâm quả hết. Và cái tâm màu đỏ được gọi là cái tâm động lực này chính là cái tâm mà quyết định tạo cái thiện hay là cái ác. Còn cái giai đoạn của cái tâm quả đó thì không có thể, bởi vì nó chỉ là cái quả của cái thiện và cái bất thiện khác thôi. Và cái khai ngũ môn nhãn thức tiếp thâu quan sát đoán định này không ai có thể thay đổi được, dù đó là Đức Phật. Đây là cái quy luật của pháp hành. Hễ mà khi mà mắt mà thấy cái cảnh sắc thì khi mà cái cảnh sắc tác động vào cái dòng tâm thức và cái khai ngũ môn mở ra thì tới cái nhãn thức, thì nhãn thức sinh lên thì tiếp thâu quan sát đoán định. Và nếu mà cái nhãn thức mà đâu là quả bất thiện thì tiếp thâu quan sát nó cũng sẽ phải là cái quả bất thiện, chứ không có thể nào mà, vì chúng ta nói rằng đây là một vị thánh nhân, cho nên là khi mà ngài thấy cái tâm, dù là cái tâm nhãn thức quả bất thiện, nhìn thấy cái cảnh không tốt thì cái tiếp thâu quan sát nó cũng là cái quả thiện, không phải. Mà cái tiếp thâu quan sát ở đây chẳng qua nó là cái tâm mà nhận biết đây là cái cảnh tốt, đây là cái cảnh xấu thôi. Rồi cái đoán định, tức là cái xác định đó, xác định cảnh đó là gì đó, thì ở đây là một cái quy trình tự nhiên của vạn pháp, không có thể thay đổi được. Và chỉ có thay đổi đó là người tu tập mới chỉ tu cái giai đoạn màu đỏ này nè, cái giai đoạn gọi là giai đoạn động lực. Cái giai đoạn động lực. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học rõ hơn về cái động lực. Trước hết đó là những cái tâm nào làm việc động lực. Đầu tiên là ở đây chúng ta đang học về cái lộ nhãn môn cảnh rất là lớn. Do vì đây là cái lộ nhãn môn cho nên các cái tâm vô sắc á, là không có kể. Dạ. Yeah. Tại chúng sinh ở cái cõi vô sắc này nó là không có, tên cái cõi trời vô sắc không có, chúng ta chỉ học cái này nó chỉ ở trong các cái cõi sắc dục giới và sắc giới thôi. Rồi đối với các cái tâm thiền sắc giới và siêu thế đó, thì những cái tâm này đó là chỉ sanh ở trong cái lộ ý môn chứ không có sanh trong cái lộ ngũ môn. Do vậy chúng ta tiếp tục, chúng ta trừ cái sắc và cái siêu thế. Sắc và cái siêu thế. Thì như vậy á, chỉ còn lại các cái tâm dục giới thôi. Và các cái tâm dục giới á, là cái tâm nào mà có khả năng tạo ra cái,
cái quả, hay chúng ta hay nói cách khác đó, tức là cái tâm nào làm cái nghiệp, làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, thì cái tâm tạo ra nghiệp, cái tâm làm nghiệp thiện, cái tâm làm tạo nghiệp bất thiện đó, tức là chính là 12 tâm sân, à, xin lỗi, 12 tâm bất thiện. Và cái tâm mà có thể tạo ra cái quả thiện á, thì đó chính là tám tâm đại thiện. 12 bất thiện và 8 đại thiện này là những tâm mà mới có thể tạo ra quả được. Còn các cái tâm khác trong dục giới thì không có tâm nào mà có khả năng tạo ra quả, chỉ có 12 tâm bất thiện và tâm thiện. Như vậy thì cái tâm động lực ở đây vì lộ nhãn môn, cho nên là chúng ta không có kể đến các cái phần sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, vì những cái này chỉ có sanh trong cái lộ ý. Như vậy thì cái phần mà chúng ta chỉ tính cái động lực trong cái lộ ngũ á, ngũ nói chung á, và nhãn môn nói riêng á, thì chúng ta chỉ tính các cái tâm dục giới. Và cái phần cái tâm động lực á, là cái giai đoạn mà xử lý cái cảnh và xử lý bằng cái thiện hay là bằng cái ác. Ở đây chính là những cái tâm thiện và cái tâm bất thiện làm việc động lực, làm việc xử lý. Như vậy thì động lực ở đây đó, thì chúng ta có cái tâm động lực. Tâm động lực. Và đang các vị nhớ là cái tâm động lực thì nhiều, nhưng mà do vì chúng ta đang học về cái lộ ngũ môn, mà cụ thể là đang trong cái lộ nhãn, cho nên là chúng ta chỉ kể cái dục giới thôi. Đây là động lực dục giới nha. Và để dễ nhớ, các vị nhớ rằng là cái tâm nào mà gọi là cái tâm nhân á, tức là cái tâm mà có thể tạo ra quả, cái tâm mà xử lý cái cảnh, cái tâm mà quyết định cái thái độ của chúng ta đối với cái cảnh đó, thì cái tâm đó gọi là cái tâm động lực. Và ở đây tâm động lực là cái tâm mà có thể tạo ra quả, đó là gì? 12 bất thiện. 12 bất thiện. Rồi 8 đại thiện. Rồi đây là cái trường hợp ngoại lệ kế sau, là đối với một vị chứng thánh quả A La Hán thì các ngài vẫn có thể thấy cái cảnh sắc, và các ngài vẫn cái cảnh sắc đó, các ngài cũng xử lý cái cảnh đó bằng cái tâm thái của một người giải thoát. Và do vì đối với vị A La Hán là các ngài những cái chủng tử tái sinh không còn nữa, cho nên tuy rằng là ngài sử dụng cái tâm này nó giống như là những cái tâm đại thiện, nhưng mà nó không có quả. Tuy nhiên thì những cái tâm duy tác này về cái công năng thì nó cũng như là cái tâm đại thiện. Chính vì điều đó nó mà tám tâm duy tác, cái tâm làm việc của vị A-la-hán phải được kể vào cái tâm động lực. Mặc dù những cái tâm này không tạo ra quả, nhưng không tạo ra quả ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là lẽ ra là phải có quả, nhưng mà vì các ngài không còn tái sinh được, không còn tái sinh nữa, và cái chủng tử tái sinh, cái điều kiện tiên quyết tái sinh như là còn cái tiền não thì các ngài không còn, cho nên nó không có để lại quả thôi. Chứ còn nếu mà giả như là các ngài còn luân hồi thì nó vẫn là cho quả, bởi vì cái tâm đó nó có vai trò giống như cái tâm đại thiện. Vậy thì ở trong cái tâm động lực này á, thì chúng ta kể thêm hai loại tâm mà không có tạo quả, nhưng mà nó có cái chức năng giống như là các cái tâm tạo quả, tức là thiện và bất thiện. Ở đây thì chúng ta cộng thêm tám di tác và cộng một cái là tâm sinh tiểu. Thì tất cả là có là bao nhiêu? 12, 8, 20,
29 động lực dục giới. Và các vị nào mà mới học lần đầu tiên á, chúng ta ghi chú ở đây là 29 động lực dục giới. Hôm nay chúng ta có một cách gọi tên khác, đó là cái nhóm tâm động lực. Nhóm tâm động lực tức là nhóm tâm làm việc động lực. Thì trong 29 cái động lực dục giới này có hoàn toàn có thể sanh ở trong cái tâm lộ nhãn môn cảnh rất lớn. Thì các vị thấy là cũng cùng là gặp một cái cảnh rất là lớn. Ví dụ giống như là chúng ta thấy cái hoa, chúng ta ví dụ đây là cái nhãn thức nhận ra cái hoa đẹp, thấy cái hoa. Thì từ cái hoa này có người tham, có người sân, có người si, rồi có người đó thì khởi lên cái đại thiện hợp trí, rồi có người đi trí, có người thọ xả, có người vô trợ, có người hữu trợ, còn có vị đó thì dùng bằng cái tâm giải thoát của mình, như là có thể là vị đó ngày mỉm cười, nhưng mà đó là cái bằng một cái tâm ứng cúng vi tiếu, hay là ngày sử dụng trong một trong tám tâm tâm di tác, hay gọi là cái tâm đại tố. Và do vì cái tâm này á, nó gặp một cái cảnh rất lớn, rất rất rõ ràng, cái cường độ mạnh mẽ, cho nên nó còn cái dư cảnh, nó còn cái dư cảnh hay là cái na cảnh à, hoặc là na cảnh nữa. Na cảnh là từ của ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dùng. Và cái dư cảnh đó là tôi dùng để cho các vị dễ hiểu. Chữ dư đó, chữ Hán hay chữ Việt đó, đều có nghĩa là cái phần còn thừa lại hết. Dạ, các vị, nhất là các vị nào ở bên ngoài lâu quá chúng ta không có nhớ tiếng Việt đó, thì chữ dư tiếng Hán và tiếng Việt giống nhau. Có khi có lúc có ngày Tịnh Sự ngày còn dùng hai cái giai đoạn này là cái tâm mót, mà hôm qua tôi có nhắc đó. Dạ, mà dùng được cái tâm mót. Mót giống như là chắc mót, ăn mót. Thì nếu mà một cái cảnh mà rất là lớn á, nó tác động vào tâm á, thì khi mà cái tâm động lực mà nó xử lý rồi đó, thì nó vẫn còn cái dư âm. Dạ, nó giống như là khi mà chúng ta ăn một cái, chúng ta nếm một cái vị nào đó mà nó rất là ngon, thì mình khi mà mình đã dùng rồi đó, thì mình cái dư âm đó, cái vị đó mình vẫn còn, nó vẫn còn tác động vào cái tâm trí của mình vậy. Thì nếu mà một cái cảnh tượng mà mạnh mẽ đó, thì cái dòng tâm thức của chúng ta đó, sau khi mà các cái tâm làm việc động lực thiện hay là bất thiện, hoặc là di tác xử lý cảnh rồi đó, thì nó vẫn còn cái dư âm, dư cảnh để lại. Và nếu mà ở đây là cái cảnh thinh thì chúng ta không có thể nói là cái dư âm. Thì cái dư cảnh để lại hay gọi là cái na cảnh thì chính là những cái tâm mà hưởng dụng cái cảnh mà nó còn ảnh hưởng lại, nó còn dư sót lại. Thì cái tâm nào làm cái việc na cảnh cũng chính là các vị nhìn ở trên biểu đồ này nhé, các vị thấy màu xanh như vậy đó là chính là cái tâm quả. Dạ. Hồi trước thì chúng ta tới học thì do vì cái điều kiện ngày xưa các vị thầy chỉ vẽ phấn thôi, nhưng mà sau này có điều kiện ẩn đó, thì nhất là các bạn dịch của Sư Giác Nguyên mà có phân màu như vậy thì nó càng rõ ràng hơn. Tôi thích cái phân biệt như thế này. Thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này á, chúng ta thấy là cái hai cái na cảnh này màu xanh, chúng ta biết rằng là quả là cái tâm quả. Và ở đây còn dễ nhớ hơn nữa đó, là cái dư cảnh này, cái trường hợp này nó chỉ xảy ra những cái đối với những cái tâm nào xanh trong lộ ngũ môn, tức là xanh trong qua mắt,
tai mũi lưỡi thân thôi, chứ còn mà những cái tâm mà chỉ thuần túy về ý môn á, thì không có, nó không có cái trường hợp là cái dư cảnh này. Do vậy cái na cảnh này chỉ có thể là những cái tâm quả, những cái tâm quả dục giới. Như vậy là chúng ta còn dễ nhớ. Ở đến na cảnh đó thì chúng ta lại biết rằng là những cái tâm quả này nếu được, nếu có thể chỉ là dục giới thôi, chúng ta bỏ cả cái, chúng ta bỏ cái đau đại và cái siêu thế. Thì ở trong cái quả, trong cái tâm quả dục giới này đó, thì gồm có 18 tâm quả vô nhân và 8 đại quả. Dạ, đó là những cái tâm quả dục giới, quả dục giới. Bởi vì chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy nó màu xanh. Thì ở trong cái tâm quả dục giới này thì thật ra chỉ có 11 tâm thôi, tức là 8 đại quả và 3 tâm cuối là 3 tâm quan sát, hai tâm quan sát thọ xả và tâm quan sát thọ hỷ. Thì chỉ có 11 tâm này đó thì làm việc na cảnh, làm việc dư cảnh. Hôm trước các vị, hôm trước chúng ta học về 14 cái việc làm của tâm thì chúng ta chưa có học rõ là cái tâm nào làm việc nào. Thì ngày hôm nay đó là chúng ta học rõ hơn là cái công việc nào do bao nhiêu cái tâm đảm nhiệm. Thì cái lộ trình tâm này là cái phần tổng hợp của những phần trước mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta nhắc lại để cho các phần này nó bắt buộc là phải nhớ. Trước hết đó, là các vị nhớ là cái sắc pháp đó, cái thời gian tồn tại đó, nó lâu bằng tâm pháp 17 lần. Do vậy đó, khi mà một cái cảnh tác động, giờ đây cảnh, cái cảnh tác động vào tâm, vào cái dòng tâm thức, thì cái cảnh sắc đó nó sẽ tồn tại bằng 17 lần. 17 sắc na tâm. Và khi mà cái cảnh mà nó hiện, nó cái cảnh mà nó tác động ở trong tâm thức đó, thì từ khi mà cái cảnh đó nó tác động cho đến khi mà nó diệt đi á, là dòng tâm thức của chúng ta nó là sanh 17 lần. Cho nên các vị sẽ thấy rằng là tại sao cái lộ trình tâm là luôn luôn là được kể làm chỉ có 17 cái 17 tâm thôi. 17 sắc na tâm đó là cái thời gian tồn tại của sắc pháp. Đó là ở đây chúng tôi đang nói về trường hợp của lộ ngũ. Là lộ ngũ là khi mà nói đến các cái cảnh mà nó hiện, nó tác động lên tâm trí đó, là được vẽ bằng 17 cái sắc na tâm. Thì trước đây nè, trước cái dòng tâm thức trước đây và sau đây là sau khi mà na cảnh sanh lên đó, thì tiếp tục là các cái dòng sau là hữu phần, cái tâm chúng ta rơi vào hữu phần trở lại. Rồi nếu có cái cảnh khác bắt thì cái dòng tâm thức đó nó sẽ hiện lại 10, nếu là cái lộ ngũ môn thì cái dòng tâm thức đó nó sẽ tái hiện lại bằng 17 cái sắc na tâm. Rồi sau đó là tiếp tục là hữu phần, và cái hữu phần này là vô chừng. Hữu phần này có đôi khi là vô số, hoặc là có đôi khi là vài tỷ hay bao nhiêu, nó tùy theo. Tức là do cái tâm của chúng ta hướng ngoại đó, thì khi đó cái tâm khách quan sanh lên. Còn nếu mà cái tâm không có hướng ngoại đó, thì khi đó là chỉ là cái hữu phần. Nhưng mà nói lại đó là mỗi trong cái dòng tâm thức á, là cái mỗi lộ sanh lên thì để tiếp theo một cái lộ khác nữa đó, thì phải xen kẽ các cái tâm hữu kiếp rồi mới bắt đầu một cái lộ tâm khác. Chứ nó không có cái trường hợp mà hết cái lộ này, chẳng hạn giống như là cái lộ tâm này, từ khi mà cái cảnh tác động vào cái dòng tâm thức hữu phần thì cái tâm, dòng cái tâm thức đó nó rung động 3 lần, rồi nó nhường lại cho các cái tâm làm việc khách quan là khai ngũ môn, nhận thức tiếp thu, quan sát, đoán định, rồi cái tâm động lực
cái tâm làm việc động lực sanh lên 7 lần, rồi hai cái tâm, hai sắc na tâm làm việc dư cảnh 2 lần, rồi không có trường hợp mà khi đó nó là bắt đầu một cái lộ tâm khác là vừa qua rung động dứt vọng được, mà nó phải xen kẽ một, nó phải được giữa cái hai cái lộ tâm lộ là nó phải có một chuỗi của cái tâm, của cái tâm hậu kiếp rồi mới bắt đầu cái tâm lộ khác. Như vậy thì ví dụ như là chúng ta thấy một người trong suốt một giờ đồng hồ, họ trong suốt một giờ đồng hồ họ đang tỉnh táo, tức là giống như chúng các vị Phật tử học viên chúng ta đang học như vậy đó, thì chúng ta tưởng chừng rằng là cái tay dòng tâm đó là cái dòng tâm khách quan hết, nó không phải, mà nó là chỉ có cái dòng tâm khách quan một sanh lên một lộ tâm 17 cái sắc na này, rồi nó gián đoạn bởi những cái tâm hậu kiếp, rồi sau đó là tiếp tục là cái tâm khách quan rồi hậu kiếp. Dạ, nó như vậy. Chứ không có thể nào mà hai cái, không có trường hợp mà hai cái lộ tâm liền nhau mà không có xen cái hậu kiếp ở giữa, không có. Rồi nó không có cái trường hợp cái tâm lộ sanh như vậy, không có. Mà giữa hai tâm lộ luôn luôn là có cái khoảng, có cái khoảng, có một cái chuỗi của cái tâm hậu kiếp. Và một điều mà các vị luôn luôn phải nhớ đó là cái thời gian sanh diệt của tâm là vô cùng là nhanh, tức là ở trong một nháy mắt là cái tâm có là đã sanh hàng tỷ lần. Thì trong hàng tỷ lần đó, đó là đã hàng tỷ lần cái lộ tâm rồi, chứ đừng có nói là cái sắc na tâm. Cho nên là không có thể nào mà chúng ta làm chủ được cái tâm thức của mình là bằng cách là chúng ta mắt chúng ta nhìn, rồi sau đó là chúng ta giữ cho cái tâm làm sao cho nó thiện vân vân, chúng ta hoàn toàn không có thể có cái điều kiện để làm cái điều đó, bởi vì cái tâm nó sanh diệt quá nhanh, nó nhanh đến mức độ mà nếu chỉ có vài cái tâm lộ bất thiện thì chúng ta cũng không có nhận ra được tâm mình đang bất thiện, nếu chỉ có vài cái tâm lộ thiện thì chúng ta cũng không có thể nào nhận biết. Nó giống như là mình đang đi trên máy bay mà nhìn xuống biển như vậy đó, nếu chỉ có một vài cái mét tảo rêu vân vân đó, thì chúng ta không có thấy được, mà chỉ có khi nào là cái vùng biển đó, đó mà cái tảo hay rong mà nó lên cái hàng mấy hectare đó thì chúng ta mới có nhìn, có thể thấy rằng là vùng biển nó đang có tảo có rong. Còn nếu mà chỉ có vài mét, chỉ có một vài feet thôi đó, thì không có cách nào mà mình thấy được hết. Thì cũng vậy, cái lộ tâm nó do việc cái dòng sinh diễn nó quá là nhanh, cho nên là không có thể nào mà chúng ta tu bằng cách nó là mình cố gắng làm mắt mình nó là thấy cái cảnh sắc, làm sao cho cái tâm thiện thì là tâm bất thiện nó sanh lên như là mình chủ động mình muốn được, nó không có dễ dàng. Còn cái việc mà nó tu như thế nào thì chúng ta sẽ đề cập ở trong nhiều bài học khác nữa, nhưng mà đây thì chúng tôi trước hết là lưu ý là như vậy. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Thời gian còn lại thì có 10 phút để cho các vị nào chúng ta có câu hỏi. Dạ, xin mời quý vị giơ tay lên ạ. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ chưa con. Dạ xin mời Dã Quỳ Nguyên Giang lên đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ kính thưa sư, con hỏi cái chỗ mà cái tâm cận tử sư. Dạ. Thì cái đó là cái tâm quả, nhưng mà nó ở đâu khi mà lúc đó nó mới tức là khi đó là đủ duyên nó mới bắt đầu đó. Nó từng lộ nó hiện là để chuẩn bị trước cái tâm tử à? Dạ trước khi mà một chúng sinh mệnh chung á là nó sẽ có một cái lộ tâm gọi là cái lộ tâm cận tử, tức là những cái tâm khách quan chứ không phải là cái tâm hộ kiếp nữa. Tức là trước khi một chúng sinh mệnh chung á, ở đây chúng ta chỉ nó không
nói đến cái trường hợp chúng ta nói trường hợp dễ hiểu đó là một người phàm á. Một người phàm á thì trước khi mệnh chung á, thì phải thì cái trước đó một vài sát na đó thì nó phải diễn qua một cái lộ tâm, gọi là cái lộ tâm cận tử. Trong lộ tâm đó nó sẽ có thể là thiện hoặc là bất thiện, kể cả chúng sinh đó chết bằng bất cứ một cái hình thức nào, như là chết một cách đột ngột hoặc là đang hôn mê chết chăng nữa đó, thì trước khi chết nó là do vì cái nghiệp lực nó tác động, và cũng theo cái quy luật của pháp hành là khi đó đó là cái dòng chủ quan nó phải nhường cho cái tâm khách quan làm việc năm cái động lực chứ không phải là bảy giống như là thông thường, rồi sau đó mới mà rồi sau đó là mới khởi lên cái tâm tử, là cái tâm tử vẫn là cái tâm quả, nhưng mà đây là do cái tác động của nghiệp. Dạ, nhưng mà nó nằm nó theo quy luật, là tức là nó có cái nhân ở đâu đó, tới lúc đó nó mới đủ duyên thì nó mới kéo cái lộ đó về hết sao? À, nó do vì cái tác động rất là nhiều, như là trong đời bình nhật của mình làm thiện làm ác thì khi đó nó tác động, hoặc là ở trong đời quá khứ. Ví dụ giống như là một người mà thường xuyên tu thiền á, thì do vì cái thường cận y duyên, cái tâm thiện của họ, họ thường thường họ chuyên chú trong cái đề mục tu tập á, thì nó tạo ra cái tác động trong cái giờ cận tử. Nếu mà không có cái thường cận y duyên á, thì nó sẽ do nó có nhiều lý do ví dụ như là một chúng sinh mà tạo cái trọng nghiệp, như là cái nói về cái ác như là ngũ nghịch đại tội, nói về cái thiện là họ có những cái nghiệp thiện lớn, chẳng hạn giống như là họ làm một cái việc công đức lớn nào đó đối với cái đối tượng là Đức Phật hay là chư vị thánh nhân hay là cái đối tượng là đại tăng vân vân, thì do vì cái nghiệp lực quá lớn nó lại nó tác động đến cái dòng tâm thức cận tử. Và nó tác động qua thành cái tâm tục sinh đó, giống như là nó chuẩn bị để nó tác động là thành cái tâm tục sinh của đời sau. Dạ. Nó có hai cái tác động. Thứ nhất là nó tác động vào cái lộ tâm cận tử, và chính cái lộ tâm cận tử đó nó trở thành cái nghiệp cận tử. Và cái nghiệp cận tử nó cho cái tâm thái tục. Cái thứ hai là cái trọng nghiệp đó nó tác động trực tiếp đến với cái tâm tái tục, như vậy là nó vẫn, mà cái lộ cận tử á, bằng cái tâm bất thiện như chúng sinh nó vẫn sanh lên, là do vì cái trọng nghiệp thiện, cái trọng thiện, trọng nghiệp thiện nó tác động cái tâm thục sinh. Thì cái phần này chúng ta học rõ hơn về cái phần nghiệp, nhưng mà trong lộ trình tâm á, thì chúng ta chỉ nhớ cái nguyên tắc là trước khi mà một chúng sinh mà mệnh chung á, thì nó phải diễn qua một cái lộ tâm cận tử. Cái lộ tâm đó nó tức là cái dòng tâm thức khách quan nó sanh vào, chứ không phải chỉ là cái tâm hữu phần thôi. Và sau khi mà cái tâm khách quan nó sanh lên rồi đó, thì khi đó cái tâm hữu phần mới sanh lên rồi làm việc mệnh chung, gọi là tâm tử. Cho nên là chúng ta không có lộ tử mà chỉ là lộ cận tử. Lý do là tử phải luôn luôn bằng cái tâm, bằng cái tâm quả. Dạ, dạ thưa, dạ. Cảm ơn sư. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Uyên Nguyễn lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con thưa sư. Dạ. Trong cái bảy cái sát na động lực á, thì con ví dụ giống như lộ nhãn môn, ví dụ mình một người nhìn thấy một cái cảnh rất là đẹp, như nhà cao cửa đẹp, thì người đó tỏ ra tâm hoan hỷ. Nhưng mà có người thì nhìn thấy nhà cao cửa đẹp của mình, nhưng mà tâm nó không có hoan hỷ mà nó luôn luôn lo lắng. Thì có đó có phải là do cái tâm bất thiện của mình, nên mình nhìn thấy cảnh đẹp nhưng mà mình lại lo lắng, thì cái đó hơi mâu thuẫn nên con chưa có hiểu lắm. Tại vì thí dụ như nhìn cái cảnh bất như ý thì nó
nó không có được hoan hỷ, thì cái đó con hiểu là do cái tâm bất thiện của mình trong đời quá khứ, cho nên mình nhìn thấy cái cảnh nó không có tốt. Nhưng mà khi nhìn cảnh tốt mà mình vẫn lo lắng thì cái đó là như thế nào, sư giải thích giúp con. À, cái nói về cái cảnh mà cái cảnh tốt xấu mà do cái nhân quả, do cái nhân ở trong đời quá khứ á. Yeah. Tức là cái cảnh đó nó làm cái đối tượng cho cái tâm cho các cái tâm song thức, mà chúng ta ví dụ như là cái tâm nhãn thức đi. Yeah. Thì cái tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện đó, là do nó thấy cái cảnh, mà cái cảnh đó là cái kết quả của cái thiện ở trong đời quá khứ, cho nên gọi là quả thiện. Và nếu mà thấy cái cảnh mà kết quả của bất thiện trong đời quá khứ thì cái đó là cái quả bất thiện. Đó là về cái phương diện quả. Còn về cái phương diện mà cách chúng ta tiếp nhận đó, đó là một cái chuyện khác. Ví dụ như là cái cảnh đó, đó nó là cái tâm nhận thức quả thiện, của quả thiện. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó bằng cái tâm bất thiện hay là bằng cái tâm bất, bằng cái tâm thiện đó, là nó còn tùy theo cái khả năng tu tập hay tùy theo mỗi người. Tương tự như vậy là dù cho cái cảnh đó là cái kết quả của bất thiện, nhưng mà cái cách mà chúng ta tiếp nhận đó là bằng cái tâm thiện hay là bằng cái tâm bất thiện thì nó cũng tùy theo. Vậy thì cái cảnh mà do cái quả an bài ở trong đời quá khứ để lại đó thì nó chỉ có tác động đến với các cái tâm quả thôi. Chỉ có tác động đến cái giai đoạn cái tâm quả, thí dụ giống như là tâm nhãn thức quả bất thiện thì nó chỉ có thể tác động đến tiếp thu quan sát quả bất thiện thôi. Còn riêng đối với cái tâm động lực đó, nó còn tùy theo cái cách mà người ta tiếp nhận nó khác nhau, cho nên nó khác nhau. Chứ nếu mà một cái cảnh tốt mà luôn luôn khởi cái thiện tâm, cảnh xấu quá thì luôn luôn bất thiện thì không có gì phải tu tập. Cô phải phân biệt được là thứ nhất là cái cảnh đó là gọi là cái quả thiện hay bất thiện, nó phải là cái quả của cái thiện hay bất thiện trong đời quá khứ. Còn cái chuyện mà chúng ta tiếp nhận nó bằng một cái tâm trạng nào đó là cái vấn đề khác. Ví dụ giống như là giống như là chúng ta nhìn một cái chiếc xe đẹp của mình, thì cái chiếc xe đẹp đó nó là một cái tài sản, đúng không? Cái chiếc xe đẹp đó, nó là một cái tài sản, chứ nó không phải là một cái của nợ. Nó là một cái tài sản mà ai cũng muốn có. Do vậy nó được kể rằng đó là cái quả thiện. Còn cái chuyện mà chúng ta tiếp nhận, cái thái độ chúng ta nhìn về chiếc xe đó, chúng ta thích thú hay chúng ta ai làm gì, hay là mình lo lắng, mình sợ nó người khác làm hư hao hay là gì, đó là cái việc khác. Còn cái việc mà cái chiếc xe đó thì nó vẫn là một cái, nó là một cái tài sản lớn, mà chính cái người mà lo lắng về chiếc xe đó thì họ cũng muốn có chiếc xe đó. Thế mà cái cảnh mà làm cho mình muốn có đó thì cái đó là cái cảnh buồn. Cái đó là cái quả của thiện. Dạ, thưa sư con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ, con thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Phạm Hạnh ạ. Giữa hai tâm lộ sẽ có bao nhiêu tâm hộ kiếp xen vào ạ? Dạ, cái đó là vô chừng, không có xác định được. Chỉ có một số ít trường hợp là có thể đếm được cái tâm hộ kiếp thôi, còn phần còn lại là vô số, không có kể được. Tại vì có đôi khi như một người bị hôn mê một tuần lễ, thì trong suốt cái khoảng thời gian một tuần lễ đó là họ hoàn toàn là bằng cái tâm hộ kiếp. Mà có đôi khi đó là ví dụ giống như trong một ngày, đôi khi chúng ta ngủ một giờ thì trong suốt giờ đó là tâm hộ kiếp, nhưng mọi người 15 phút đó, thì là cái tâm hộ kiếp nó chỉ có 15 phút. Rồi giữa hai cái tâm lộ ở trong khi mà chúng ta vẫn còn tỉnh táo đó, thì cái việc đó nó cũng là vô chừng, tức là nó không có một cái nguyên tắc nào hết, nó tùy theo cái tâm của chúng ta. Hướng ngoại thì cái tâm chủ, tâm khách quan nó sanh lên, còn nếu mà cái tâm không có hướng ngoại thì tâm khách quan nó không sanh lên, vậy thôi. Dạ, chứ nó không có nguyên tắc là hệ bao nhiêu. Dạ, thưa sư, còn một câu hỏi của đạo hữu Phúng ạ. Cho con hỏi là mình có thể biết mình là người nhị nhân hay tam nhân được không ạ? Dạ, không có khả năng đó.
Chỉ có khi là với một người chứng thiền thì họ biết rằng là mình đã tục sinh bằng cái tâm tam nhân, hoặc là trường hợp của chúng sinh mà sanh vào cái cõi đó, mà cái cõi đó chỉ có người tâm nhân giống như là các vị phạm thiên, thì đương nhiên các vị phạm thiên là người tâm nhân. Còn nếu mà ở trong những cái cõi mà có đủ hạng người giống như cái cõi nhân loại đó thì hoàn toàn không biết, chỉ có Đức Phật mới có thể biết được thôi. Dính các vị đại thinh văn của Đức Phật cũng không biết được. Dạ, xin mời đạo hữu Chia Bát lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, kính thưa sư, con hỏi sư là khi mà cái lộ tâm cận tử nó diễn ra thì chỉ có 5 cái động lực tâm thôi, thì tại sao là chỉ có 5 thôi sư? À, trong những khi mà cái tâm nó ở trong một cái điều kiện tâm lý được giải thích là những cái tâm lý mà nó muội lược á, thì khi đó là muội lược hoặc là đặc biệt nào đó, thì cái động lực á, nó cái con số động lực nó thay đổi, và cái điều này nó cũng là cái quy luật của phát hành thôi. Ví dụ giống như là cái khi mà chứng đạo đó thì chỉ có một sát na thôi cô, chỉ có một sát na tâm đạo, chứ không có hai mà cũng không có ba bốn gì, chỉ duy nhất có một sát na tâm đạo. Thì có những cái tâm thức á, là nó là do mình chủ động. Ví dụ giống như đối với một vị nhập thiền thì vị đó có thể cái thời gian như ý mình vị đó muốn, tuy vậy vị đó cũng không có thể biết được cái số lượng tâm thiền là bao nhiêu, nhưng mà có những cái dòng tâm thức á, là nó là cái quy luật của vạn pháp, tức là trong cái tâm đó là chỉ có 7 sát na, hay là trong cái lỗ tâm đó chỉ có 2 sát na vân vân, thì ngay cả một vị Phật các ngày cũng không có thể nào thay đổi được cái điều đó. Tức là Đức Phật á, trong một số cái lỗ tâm á, thì ngài cũng theo cái quy luật pháp hành, tức là tâm động lực á, thì chỉ có 7, chứ các ngài cũng không có thể nào mà trong cái trường hợp đó mà các ngài kéo dài cái động lực nó nhiều hơn, hay là các ngài làm cái động lực nó ít hơn, không được luôn. Dạ. Như vậy đó. Thì tâm cận tử nó sẽ đi nhanh hơn, nó sẽ sinh dục nhanh. Dạ, trong một số trường hợp như là một người mà bị hôn mê, nhưng mà trong khi mà họ hôn mê đó, họ tỉnh thoảng họ vẫn có những cái trường hợp của cái tâm khách quan, giống như họ bị ảo giác vân vân đó. Thì khi đó cái tâm khách quan cũng xen vào, và trong một số trường hợp đó thì cái tâm động lực là còn lại là còn là 5 tâm hoặc là 4 tâm hoặc là 3 tâm, nó còn tùy theo cái lỗ tâm. Thì các vị cũng không có phải thắc mắc nhiều, là bởi vì chúng ta sẽ học các lỗ tâm sau, thì chúng ta sẽ thấy là có một số cái tâm lỗ thì cái động lực nó không phải là bảy. Nhưng mà phần lớn trong cái đời bình nhật thì động lực là 7. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ. Đạo thưa sư, con đã thấy hai đạo hữu Phạm Hạnh và đạo hữu Phúng đã tri ân sư cho những câu hỏi vừa rồi. Dạ, còn một câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Loan Lũ Tham Ma. Đạo thưa sư, cho con hỏi, tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử là cùng một loại tâm. Vậy tâm tử và tâm tục sinh của kiếp kế tiếp có cùng một loại tâm không ạ? Dạ, chỉ tính cùng nội tâm ở trong cái kiếp sống đó thôi. Ví dụ giống như là một người đó là cái họ đang, ví dụ giống như là mình lấy cái loài cầm thú thì tất nhiên phải tục sinh bằng cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện. Rồi hết cái kiếp đó nó sanh lên cõi người, và cái cõi người đó thì nó phải tục sinh bằng 18 tâm cõi người, thì có thể tục sinh bằng 9 tâm còn lại, tức là tâm quan sát họ xả quả thiện hoặc là 8 đại quả. Như vậy thì cái tục sinh hậu kiếp và tử thì chỉ tính trong kiếp sống đó thôi, chứ không có tính là từ tâm tử nó sang cái tâm tục sinh sau. Là bởi vì nếu mà cái tâm tử trong cái đời sống quá khứ khác đời sống quá khứ, và cái tâm tục sinh ở trong cái đời sống hiện tại mà cùng một loại tâm, thì cái loại nào thì sanh chết cái loại đó đâu có thay đổi được. Là bởi vì giống như là người khổ thì đã tục sinh bằng cái tâm quan sát họ xả và bất thiện,
rồi kiếp sau là cũng tiếp tục và quan sát thọ xả quá bất thiện nữa, thì người khổ làm sao mà thoát khổ. Cho nên là tục sinh hậu kiếp và tử ở đây là chúng ta chỉ kể cho một cái đời sống đó thôi. Tôi nghĩ rằng cái phần lộ trình tâm này tương đối là nó hơi phức tạp, và do vậy trong cái ngày chủ nhật tới đó, thì cũng vào giờ này tôi sẽ mở cái phòng học để cho các vị nào mà chúng ta còn nhiều câu hỏi đó, là tôi nghĩ rằng là các vị, nhất là những vị nào mà mới học lần đầu, thì cho nên là tôi dành cho cái thời gian ngày đó, cho nên tất cả các câu hỏi nào mà còn lại ngày hôm nay cũng như là các ngày bữa nay thứ tư còn ngày thứ sáu á, thì chúng ta sẽ có cái buổi học vào buổi tối chủ nhật, thì các vị nào mà chúng ta có câu hỏi đó thì các vị cứ vào lớp học. Dạ, con kính tri ân sư hôm nay. Tri ân sư rồi ạ. Xin mời đạo hữu giáo quỷ Nguyên Quang ạ. Dạ thưa sư, hiện con không còn thấy bàn tay giơ lên ở trong khung chat nữa ạ. Dạ, như vậy chúng ta nghỉ ở đây, và chúc các vị ăn vui. Rồi nếu mà các vị nào có câu hỏi đó thì các vị cứ hỏi, cứ nhắn vào hộp thư của chùa cho đại đức Từ Tàm, hoặc là các vị hỏi vào cái ngày chủ nhật cũng được. Rồi, xin chào tất cả các vị. Con kính chào.